Cô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, trong video ngày hôm nay, tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe sedan hạng B, quý vị các bạn nhé. Và điều đặc biệt ở chiếc xe này, đó là một chiếc xe Hyundai Accent đã được độ, các bạn ạ. Đấy, đã được độ rất là nhiều đồ chơi, độ dáng thể thao luôn, quý vị các bạn nhé. Độ toàn bộ la răng và phần đuôi. Đấy, và phần nội thất cũng một số chỗ đã độ lên rồi, quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này là của một cậu thanh niên, cho nên là cậu ấy độ theo phong cách sport, phong cách thể thao, quý vị các bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2021, đăng ký tên tư nhân. Chiếc xe lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi, quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này thì tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn, có lẽ là tôi cũng sẽ bắt đầu mua chiếc xe này. Là chúng tôi vừa mới mua về, nhưng chúng tôi cũng sẽ bắt đầu đi tìm lại mua một bộ la răng khác cho nó nguyên bản, và tôi sẽ lắp lại nguyên bản cho chiếc xe này. Còn nếu như quý vị và các bạn nào mà muốn chiếc xe độ thì là chúng tôi cũng lại sẽ có sẵn luôn cho cả một cái bộ độ này và một cái bộ la răng nguyên bản của xe và lốp nguyên bản theo xe luôn, quý vị các bạn nhé. Đấy, để cho quý vị và các bạn nào mua chiếc xe này mà sợ cái việc đăng kiểm thì là yên tâm luôn, tôi sẽ về nguyên bản. Đấy, còn đây là chiếc xe mà chủ xe đã độ lên này này. Toàn bộ những cái phần border kit sau này, bô này, đấy, rồi đèn này, đấy, tất cả này đều độ hết luôn các bạn nhé. Phong cách rất là sport, đấy, rất đẹp luôn. Chiếc xe này thì chủ xe cũng độ vào đây rất là nhiều tiền các bạn nhé. Toàn bộ những cái hệ thống đèn này được chủ xe độ này, rất là nhiều tiền luôn. Nhưng mà bây giờ nhiều người thích nguyên bản, chúng tôi sẽ về nguyên bản cho quý vị và bạn. Đây là chiếc xe chúng tôi vừa mới mua về thì nó độ như thế này. Nhưng tôi sẽ về nguyên bản, sau khi về nguyên bản xong, dọn dẹp xong thì tôi sẽ quay lại chiếc xe này cho quý vị và các bạn xem các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này là sản xuất năm 2021, đăng ký tên tư nhân, lăn bánh hơn 5 vạn km rồi. Ở cái phiên bản đủ thì xe cũng đã được trang bị khóa thông minh, đè nổ, start top, và chiếc xe này tất cả còn nguyên bản. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe các bạn nhé. Toàn bộ keo chỉ, táp bi, cánh cửa này đều còn là nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Tất cả là còn rất là mới. Màn hình Android mà chủ xe cũng đã lắp cho chiếc xe này rồi. Đấy, toàn bộ vô lăng, củ số này, tay phanh này, nội thất ghế da này còn nguyên bản và đều rất là đẹp, rất là mới luôn, quý vị và các bạn nhé. Bậc cửa lót sàn tương đối là đầy đủ rồi, chủ xe cũng đã lắp thêm rất là nhiều đồ, rất đẹp luôn, quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi mua về là chưa có dọn dẹp gì đâu, tôi quay lên cho quý vị các bạn xem đã. Mấy hôm nữa tôi sẽ về nguyên bản và dọn dẹp xong tôi lại quay lại chiếc xe này cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây. Chiếc xe được sản xuất năm 2021 và lắp ráp tại Việt Nam luôn, quý vị các bạn nhé. Rất là đẹp, rất là mới. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Đấy, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng rồi các bạn nhé. Nội thất hàng ghế phía sau đều rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn ạ. Đằng sau này thì ít người ngồi hơn, cho nên là toàn bộ từ táp bi, cánh cửa cho đến nội thất ghế da đều rất là mới, rất là đẹp luôn, quý vị và các bạn nhé. Bây giờ chỉ trong khoảng 400 triệu thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe sedan hạng B đời cao các bạn nhé. Đời 2021 này thì đời rất là cao. Và hiện tại là chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp, quý vị các bạn nhé. Đấy, nhìn về cái phần cốp sau đây ạ. Tất cả là từ những cái ốc cốp sau, keo chỉ cốp sau, tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp luôn, quý vị các bạn nhé. Đấy, đều rất là đẹp luôn này, và nguyên bản luôn này. Từ ốc cốp sau cho đến keo chỉ cốp sau đều nguyên bản này. Chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Tất cả là còn nguyên bản và còn rất là mới này. Đấy, lốp sơ cua này lại còn bẩn nguyên. Chúng tôi mua về là chưa có dọn dẹp gì cả đâu các bạn ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và đây là cái tab bi cánh cửa phía sau bên phụ, quý vị và các bạn nhé. Toàn bộ từ keo chỉ này, táp bi cánh cửa này còn nguyên bản hết luôn, quý vị các bạn ạ.
Đấy, đều rất là mới luôn các bạn nhé. Quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent 2021 phiên bản đủ này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cá nhân chúng tôi số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Đấy, toàn bộ từ vô lăng, cần số, tay phanh rất là đẹp luôn. Màn hình Android mà chủ xe cũng đã lắp thêm này. Đè nổ start top nguyên bản rồi. Màn hình Android, camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ hết luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, option thì đã rất là nhiều rồi mà chủ xe lại còn độ thêm, lắp thêm rất là nhiều đồ nữa, cho nên là quý vị và các bạn sử dụng chiếc xe này thì không phải lắp thêm gì nữa đâu, tất cả đầy đủ rồi. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là mới, rất là đẹp rồi, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, rất đẹp. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe quý vị và các bạn nhé. Dưới nắp capo này là một cái khối động cơ xăng 1.4 lít quý vị và các bạn nhé. Và đây là cái ốc capo. Ốc capo cũng còn nguyên bản này, chưa có bị tháo, chưa có vết tháo này. Keo chỉ capo cũng còn nguyên bản luôn, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu các bạn nhé. Tất cả đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Đấy, ốc capo này, keo chỉ capo còn nguyên bản hết. Và cái phần động cơ này nó còn bẩn nguyên bản đây các bạn nhé. Chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu. Mua về như thế nào thì tôi quay luôn cho quý vị các bạn xem như vậy ạ. Còn nguyên bản hết luôn ạ, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì đâu ạ. Ốc chân máy, ốc mặt máy này, ốc tai này, tất cả các con ốc đều nguyên bản hết luôn ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent này thì đừng chần chừ gì nữa, hãy nhấc máy gọi ngay quý vị các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.